Chào tất cả anh em, mình là Tào Độ. Hôm nay mình sang bên Minh Khai Hà Nội đồ cây bộ Akamovic cộng cổ bầu xỉ tổ ong xịn cho con Way. Con này đời 2003 em nhỉ? Con này đời 2003. Cái giá trị con Way này nó khoảng độ, nếu mà theo mình định giá nha, nó khoảng độ 7-8 triệu rồi đấy anh em ạ. Khoảng đấy thôi, thậm chí là còn không đến đúng không anh? 7 triệu đúng không? Đấy, khoảng đấy. Nhưng mà em trai tắm chơi con bô vài cổ anh em nhá. Đó, và dám thay luôn một chai nhớt Aeroloop này anh em này. Chuẩn bị thay con nhớt Aeroloop này 4TZ Premium này cho con Way. Anh em biết là cái độ chịu chơi nào, không phải là cứ đi xe xịn nữa là dám chơi đâu anh em ạ. Đó, con Way vài triệu thôi, dám độ cái bô cũng đôi triệu và dám thay chai nhớt 301. Để anh em biết là độ chất chơi chịu chơi nào đúng không? Đấy. Em thông cảm nhá, đi ngoài đường người ta bốc còi. Bây giờ anh em nghe thử tiếng bô xem nào nhá. Ok, mà anh em nghe thử tiếng bô luôn. Rất gì về này lọ đây em ạ. Rất căng luôn. Đó. Em trai chia sẻ là mỗi ngày em trai đi làm khoảng độ 10 km. Thì tức là trai thay chai nhớt này em trai phải đi 1 năm mới phải thay nhớt một lần. Tại vì con cái chai nhớt này là, đây em này, con này là đi 3.000 km nhá. Em chạy vòng nữa đi. Căng luôn. Con này là đi 3.000 km mới phải thay anh em nhá. Đó. Dành cho cả xe phân khối lớn luôn, xe phân khối nhỏ tắm chơi. Bốc đầu đi mà. Quay lại bốc đầu phát rồi. Bốc cao lên nào. Mạnh mẽ lên. Tí thay nhớt này vào bốc một căng nữa anh em ạ. Đúng là đam mê là bất tận anh em ạ, thật sự luôn. Nhớt được anh em ạ. Em trai không có năng khiếu bốc đầu rồi. Mình bốc đầu mới là đỉnh cao. Anh em xem những clip bốc đầu của mình biết mình bốc đầu đỉnh cao nào đấy. Cũng như em nó mà thôi. Ok. Anh à, lên phết anh chứ. Lên phát lửa nào. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhá.